Ha ha, đây là trái đất vũ trụ thứ 7 sao? Camper, đúng rồi, đây là trái đất. Trông nó đẹp hơn vũ trụ 6 của ta thì phải. Verdus, ngươi trông thế nào? Ồ, thật tuyệt. Ta muốn thử sức mạnh của vũ trụ thứ 7 xem như thế nào. Ngươi có muốn thử sức không, Ken? Ok, tôi cũng muốn xem. Ok, vậy ta đi thôi mọi người. Để tôi đi trước nhé. Cho hỏi khu quân đội ở đâu? Nó cách đây vài km phía sau các ngọn núi. Cảm ơn. Chờ đã, Ken. Cô đi đâu vậy? Tôi muốn đi khám phá nơi này.